Cho em hai cái pizza hải sản, loại có dứa anh nhé. Bao tiền anh nhở? Của em 5 lốp nhá. Đã thế, trả bằng cái khác được không? Đây, 10.000 Bitcoin. Bitcoin là cái gì? Không biết à? Thế thì... Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bò và Gấu. Trong số lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem Bitcoin là gì và tại sao Bitcoin lại có giá trị như hiện tại nhé. Trước khi hiểu được Bitcoin thì có lẽ chúng ta cần hiểu giá trị của tờ tiền đến từ đâu. Từ thủa Hồng Hoang, khi các con buôn du hành khắp nơi để giao thương, họ đã gặp một vấn đề rất lớn, đó chính là đơn vị quy đổi. Để dễ hiểu hơn thì nhà bò ba đời làm bánh chưng. Nhà bò có sẵn bánh chưng, bò cầm bánh chưng để đổi lấy thịt lợn để về làm bánh chưng. Một thịt lợn thì bằng 10 bánh chưng. Bò buồn, bò suy, bò gục ngã. Vì gom được 10 bánh chưng thì nó rất là khó. Có khi gom được đủ 10 cái thì hỏng mất 2 cái rồi. Thế nên, để trao đổi bằng hàng hóa một cách thuận tiện hơn, con người cần tìm ra một vật trung gian để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Và thế là tiền được ra đời. Cụ thể hơn thì tiền là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Dựa vào niềm tin sơ khởi của những người con buôn là tiền sẽ giúp họ trao đổi hàng hóa một cách công bằng ở mọi nơi. Dần dần, tiền trở thành công cụ gặt hái vô vàn thành công cho vô vàn tiểu thương, đại thương và lỡ nhỡ thương trên khắp thế giới. Nếu bạn hỏi điều duy nhất có thể hoàn toàn ngăn cản sức mạnh của tiền, thì chỉ có thể là niềm tin của tất cả mọi người. Tiền chính là một loại tín ngưỡng nếu nói theo cách này. Để đảm bảo sự minh bạch của tiền, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng lần lượt được ra đời. Tuy nhiên, những dịch vụ này vẫn còn tồn tại một loạt vấn đề, chẳng hạn như tiền giả này, tiền kém chất lượng này. Hay bạn mua một chiếc iPhone nhưng mà nhận lại được một chiếc iPhone hệ điều hành Android. Gì, cái gì cũng có vấn đề. Nên để giải quyết vấn đề này, con người đã quyết tâm tìm ra một giải pháp cho tương lai. Bây giờ, tại xứ sở mặt trời mọc, có một nhân vật bí ẩn mang tên Satoshi Nakamoto. Bí ẩn đến mức Conan cũng không biết là ai. Với tham vọng tạo ra một hệ thống giao dịch tài chính giải quyết mọi vấn đề của tiền mặt mà không phải phụ thuộc vào ngân hàng hay chính phủ. Năm 2008, Satoshi đã đưa ra một giải pháp công nghệ tiên tiến, thách thức toàn bộ giới tài chính trên toàn thế giới, đó là tiền mã hóa, hay còn gọi là Bitcoin. Bitcoin là đồng tiền mã hóa, hay còn gọi là tiền ảo, ra đời dựa trên nền tảng blockchain, nơi mà các giao dịch được xác thực bởi không chỉ một bên, mà là tất cả các user của hệ thống Internet. Từ đây, người dùng có thể tha hồ mua bán mà không lo bị lừa. Nếu một giao dịch không minh bạch được thực hiện, tất cả các user sẽ cùng thẩm định để từ chối giao dịch, nên người dùng không có cửa đi lừa người khác. Nếu bạn cảm thấy mua ở Việt Nam không đủ tín, bạn có thể mua hàng trực tiếp từ Anh, Pháp, Mỹ với xác nhận và chuyển khoản gần như ngay lập tức. Không phải đợi và cũng không mất đồng phí chuyển ngoại tệ nào. Ngày 3 tháng 1 năm 2009, Bitcoin chính thức được khai thác lần đầu tiên. Lúc này, để có thể sở hữu Bitcoin, cách duy nhất ta có thể làm là đào. Nhưng đào đây không phải là sách quốc cầm sẻng ra đào đất, mà đây là quá trình sử dụng sức mạnh tính toán để giải quyết các câu đố toán học trên Internet. Khi ta giải quyết được câu đố, ta sẽ được thưởng một số lượng Bitcoin nhất định. Đây là một quá trình tốn kém và đòi hỏi nhiều tài nguyên. Nhưng vì thời điểm này rất ít người biết về Bitcoin, nên ta có thể kiếm được một số lượng lớn đồng tiền này chỉ với một lượng nhỏ đầu tư. Nếu lúc này bạn sở hữu cho mình 100 Bitcoin, thì bạn sẽ thu về được khoảng hơn 158 tỷ đồng vào năm 2021. Đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ, tương đương với mức sinh lời hơn 68.000%. Cơ mà hồi đó vì còn quá mới, nên nhiều người vẫn chưa hiểu về nó. Hiện tại thì có nằm mơ, bạn cũng chưa chắc đã có được mức lãi suất này đâu. Hiện tại để sở hữu được 100 Bitcoin thì rất khó, nhưng sở hữu mã cổ phiếu thì lại cực dễ. Nhất là khi đầu tư qua EntradeX. EntradeX, ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời. Mở tài khoản tại EntradeX giúp mang tới cho bạn những gợi ý đầu tư. Vậy còn chờ gì nữa mà không bấm vào link mở tài khoản dưới phần mô tả? EntradeX, đơn giản hóa đầu tư cho người Việt. Năm 2010, sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên có tên là Bitcoin Market được thành lập bởi Marty Mami đã được ra mắt. Sàn giao dịch này cho phép người dùng trao đổi Bitcoin với nhau bằng các loại tiền tệ như USD và Euro. Nhờ vậy mà đồng tiền này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận. Đây cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên Bitcoin được sử dụng để mua hàng hóa. Hai bánh pizza với giá 10.000 Bitcoin, tương đương 25 đô la Mỹ tại thời điểm đó. Bitcoin trở nên nổi như cồn vào năm 2013 khi chạm mốc 266 đô la Mỹ. Một số dịch vụ lớn như OkCupid, Baidu, Reddit, Humble Bundle, Fuller và Gift bắt đầu công nhận Bitcoin là các giao dịch hợp lệ. Thậm chí, tại Canada, đã có máy ATM mua bán Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Giá Bitcoin tiếp tục tăng lên mức cao mới trong những năm sau đó, đạt mức 20.000 đô la vào ngày 17 tháng 12 năm 2017. Lúc này, người người nhà nhà đổ xô đi đào coin. Các coin thủ dần dần xuất hiện nhàn nhản với những dàn trâu cày đến hàng tỷ đồng.
năm 2020, PayPal, một gã khổng lồ công nghệ về thanh toán điện tử, đã chính thức cho phép mua, bán, lưu trữ và thanh toán bằng Bitcoin sau khi nhận được giấy phép BitLicense từ Sở Tài chính New York. Đây được xem là một bước tiến lớn đối với Bitcoin vì nó đã được một công ty thanh toán lớn công nhận là một loại tiền tệ hợp pháp. Sau một thời gian ngồi ngoài múa phím trên Twitter, ngày 8 tháng 2 năm 2021, tỷ phú Elon Musk quyết định chi ra 1,5 tỷ đô la mua 57.555 Bitcoin. Thậm chí, Tesla, công ty sản xuất ô tô điện của Elon Musk, còn chấp nhận hình thức thanh toán mua xe bằng Bitcoin. Động thái này đã gây ra một cú sốc lớn trên thị trường tài chính, khiến giá Bitcoin tăng hơn 20%. Tuy nhiên, Elon lại hủy kèo phút cuối. Ông tweet, vì đào Bitcoin để mua xe sẽ làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, thế nên chúng tôi không bán xe bằng Bitcoin nữa đâu nhé. Từ chỗ 10.000 đổi lấy 2 cái pizza, trải qua gần 15 năm, Bitcoin giờ đây đã trở thành một mỏ vàng có giá trị khổng lồ. Ai ai cũng muốn sở hữu. Người người nhà nhà đổ xô đi săn lùng và đầu tư, khiến cho giá của đồng tiền này ngày càng tăng lên phi mã. Thậm chí, từng có lúc Bitcoin có giá trị đỉnh điểm lên tới hơn 60.000 đô la. Có thể thấy, thành công của Bitcoin đã mở ra một kỷ nguyên cho thị trường tiền ảo. Sau Bitcoin, lần lượt các loại tiền ảo như Ethereum, Tether, Binance Coin, v.v. được ra đời. Các loại tiền ảo này đều có những tính năng và mục đích sử dụng riêng, nhưng tất cả đều để giải quyết vấn đề chung của tiền mặt, mang lại một hệ thống tài chính hiệu quả và lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư hoặc đầu cơ. Một sản phẩm vừa có giá trị dài hạn, vừa có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, tiền ảo vẫn còn là một loại tài sản mới mà chưa được kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào. Vậy nên, để bảo vệ người dân khỏi những rủi ro tiềm ẩn của loại tài sản này, một số quốc gia đã cấm các hoạt động liên quan đến tiền ảo. Thậm chí, ở một số nơi như Trung Quốc, Nga thì tiền ảo còn bị cấm hoàn toàn. Về phần Bitcoin, hiện nay giá của đồng tiền này đang dao động ở mức 25.000 đô la, tức là hụt hơn 50% so với đỉnh của nó vào tháng 11 năm 2021. Cơ mà theo một số nhà phân tích, thì Bitcoin có thể đạt tới mức 100.000 đô la trong vài năm tới. Giải thích thế thì đã hiểu chưa? Em cầm hai cái bánh pizza này chim cút nhé! Và đó là câu chuyện của Bitcoin. Còn nếu các bạn muốn đọc những câu chuyện thú vị hơn thì lên website này để đọc nhé! Link bọn mình để dưới phần mô tả. Ok, tiếp tục trả lời comment trở lại dưới đây. Để xem comment nào văn thơ lai láng rất giá tình cảm nào. Ok, để bọn mình nốt lại nhé. Bọn mình đọc hết comment mà, chỉ là làm chủ đề đấy lúc nào thôi. Comment tiếp theo của Torres TV 6625. Các video hay nhất của Bò và Gấu. Ý kiến team Torres. 1. Apple. 2. YouTube. 3. KFC. 4. Manchester United. 5. Google, Microsoft đồng hạng. Cá nhân mình thấy thì cứ video nào của Học Viện Bò và Gấu nào tu hay. Comment cuối cùng của Tuấn Thanh Ngô 118. Làm thơ để lên video thì cũng dễ thôi. Viết thơ lục bát 4 câu. Viết xong câu 1 bắt đầu câu 2. Câu 3 6 chữ chẳng dài. Viết xong câu 4 hết bài xong thơ. Ta đây nào phải nhà thơ, mà là thợ ghép y tờ với nhau. Ghép sao cho khít cho khao, không thừa chẳng thiếu, câu nào cũng hay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu nội dung này mang lại thông tin hữu ích, hãy like và subscribe để bọn mình có động lực làm tiếp nhé. Bye bye!